Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bộ Y tế có kế hoạch chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Liệu kế hoạch này có được số lượng phụ huynh đồng thuận như mong đợi hay không? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện y tế ở cuối chương trình hôm nay. Những thông tin về bệnh tiểu đường ở trẻ em và bệnh ung thư cổ tử cung sẽ được các bác sĩ chuyên khoa chia sẻ trong phần hỏi đáp y tế. Còn bây giờ, mở đầu chương trình sẽ là sổ tay y học hướng dẫn bổ sung vitamin đúng cách cho các mẹ bầu. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất khi mang thai đặc biệt quan trọng bởi các dưỡng chất không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ mà còn giúp thai nhi phòng ngừa được các dị tật bẩm sinh thường gặp. Vậy liều lượng bổ sung vitamin cho bà bầu như thế nào? Nếu lượng vitamin bổ sung cho bà bầu quá liều thì có gây ảnh hưởng gì hay không? Để có lời giải đáp cho những thắc mắc trên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Khi mà mang thai thì người phụ nữ cần rất là nhiều dưỡng chất, đặc biệt trong đó là cái nhóm vitamin và khoáng chất là cái nhóm mà dinh dưỡng thiết yếu, rất là cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Liều lượng cũng như là cái việc mà sử dụng, cái thời điểm sử dụng như thế nào để nó hiệu quả nhất thì đấy là cũng là một cái vấn đề mà đáng lưu ý. Thế thì ví dụ như các vitamin nhóm B thì là các vitamin mà tan trong nước. Thế thì thường là những cái vitamin nhóm này có cái vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa. Thì thường người ta uống vào trước bữa ăn, đấy tức là uống lúc đói thì nó hiệu quả nhất. Vitamin C sẽ sử dụng hiệu quả nhất nếu như chúng ta sử dụng trong bữa ăn hoặc là sau bữa ăn, nếu như những người mà có kích ứng dạ dày. Thế và cái vitamin C thực ra nếu mà khi mà uống vào nó hấp thu nó cũng tồn tại trong máu thời gian nó ngắn ấy. Thế cho nên người ta cũng không uống toàn bộ cái liều vitamin C trong ngày mà có thể để chia nhỏ ra nhiều lần trong ngày. Nên uống vào buổi sáng và ban ngày, còn nếu mà uống vào buổi chiều, buổi tối thì có thể là ở những một số người sẽ gây mất ngủ. Các vitamin mà tan trong dầu chẳng hạn vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K chẳng hạn thì tốt nhất là chúng ta uống trong bữa ăn hoặc là ngay sau bữa ăn. Nhưng trong bữa ăn thì nó tốt nhất bởi vì những vitamin tan trong dầu thì nếu chúng ta uống trong bữa ăn thì nó các cái chất béo trong thức ăn nó sẽ hoàn tan các vitamin đấy thì cơ thể mình sẽ hấp thu được tối đa nhất. Thế còn ngoài ra một số các vi chất ví dụ như canxi là một cái yếu tố mà cũng khá là quan trọng trong quá trình phát triển thai nhi nên bổ sung uống vào sau bữa ăn sáng hoặc sau bữa ăn trưa thì giúp cho canxi hấp thu tốt nhất, bởi vì sau ăn sáng ăn trưa thì cả một quá trình một ngày đấy thì là cơ thể có cái điều kiện để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để tự tổng hợp cái tiền vitamin D thì giúp cho quá trình hấp thu canxi sẽ tốt hơn. Cái thứ hai nữa là trong cái thời gian ban ngày đấy thì là con người sẽ vận động nhiều hơn, thế cho nên chính quá trình vận động, chính cái sự co cơ đấy nó giúp cho vận chuyển cái canxi đến được cơ quan đích, đấy là cái hệ xương, thì là cái sự hấp thu canxi sẽ được nhiều nhất. Thế còn cũng không nên uống canxi buổi chiều tối, bởi vì khi đấy thì cơ thể ít vận động, thế thì canxi nữa gây nắng động, dễ gây sỏi thận, hoặc là một số người nhạy cảm thì sẽ còn khó ngủ nữa. Cái yếu tố vi lượng như là sắt chẳng hạn, sắt thì thực ra là hấp thu tốt nhất lúc dạ dày rỗng, tức là lúc đói. Thế tuy nhiên thì ở một số người thì uống viên sắt thì cũng hay bị kích thích, thế cho nên là cũng khuyến cáo các cái phụ nữ là uống trong bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn. Thế và đặc biệt là nếu mà khi mà sắt mà có uống cùng vitamin C thì cái sự hấp thu sắt nó sẽ nhiều hơn. Thế và đặc biệt là cũng không nên là khi mà uống sắt thì là các mẹ cũng không nên dùng với các cái nước mà có cái caffeine, ví dụ như cà phê hoặc nước trà hoặc là một số nước uống có ga, đồ uống có ga ấy, thì nó sẽ làm giảm cái sự hấp thu của sắt. Thế và sắt và canxi thì cũng không nên uống lẫn với nhau, bởi vì chúng nó sẽ ức chế, hai cái thuốc đấy nó sẽ ức chế cái sự hấp thu của nhau, thế cho nên là nếu mà uống hai cái thứ đấy với nhau thì nó sẽ làm giảm cái sự hấp thu của cả hai thuốc. Tiểu đường là bệnh thường gặp ở người cao tuổi hay những người có thói quen ăn uống và sinh hoạt không khoa học. Tuy nhiên, hiện nay bệnh lý này đã ghi nhận dần trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở trẻ em. Sau đây là những thông tin cơ bản, nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp phòng ngừa tiểu đường ở trẻ em qua chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Lại Thị Tươi, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Cảm ơn bác sĩ đã nhận mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là, thưa bác sĩ, tiểu đường ở trẻ em là gì ạ? Tiểu đường hay được biết đến là những căn bệnh rối loạn chuyển hóa hay gặp ở đối tượng người lớn. Còn trẻ em thì nó là một cái khái niệm khá là mới mẻ và ít gặp. Tuy nhiên không phải là trẻ em không có, theo cái thống kê thì
khoảng 10% số người tiểu đường ở trên thế giới là trẻ em. Ở trẻ em thì đa số là tiểu đường type 1, tức là do một lý do nào đó về yếu tố gen và di truyền thì cái tế bào beta của đạo tụy nó bị phá hủy, làm cho không sản xuất được insulin. Và những bạn nhỏ mà mắc đái tháo đường ở trẻ em thì là đái tháo đường type 1 và phải dùng insulin suốt đời. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bệnh tiểu đường ở trẻ em có những biểu hiện như thế nào ạ? Ở trẻ em thì tiểu đường type 1 nó sẽ qua 4 giai đoạn. Cái khi sinh ra thì đa phần các con sẽ không có biểu hiện ngay. Ban đầu thì nó sẽ có những cái kháng thể kháng cái tế bào beta của đạo tụy. Sau đó một thời gian thì khi mà các tế bào beta này phá hủy đến một cái ngưỡng nào đó thì cái lượng insulin nó bị thiếu hụt, dẫn đến cái tình trạng tăng đường máu đột ngột hoặc từ từ. Ví dụ như tăng đường máu đột ngột tức là sau một số các bệnh cảnh nhiễm trùng, các con có thể sốt, có thể nôn, có thể ly bì, nó dẫn đến những tình trạng cấp tính người ta gọi là hôn mê nhiễm toan-xy-tôn. Hoặc là cái trường hợp mà một số bạn thì nó diễn ra từ từ, ví dụ những trẻ mà khoảng độ 3-4-5 tuổi trước đấy thì trẻ vẫn sống bình thường, sau đến năm khoảng độ 6-7 tuổi thì bắt đầu trẻ có những biểu hiện như trẻ bị sụt cân nhiều, đái nhiều, hoặc là bố mẹ để ý là nước tiểu có thể là có kiến bâu. Cái đấy thì ít gặp nhưng mà vẫn có thể gặp. Sau đó thì trẻ mệt nhiều và khát nước. Vậy thì làm cách nào để phát hiện sớm căn bệnh này thưa bác sĩ? Biểu hiện của tiểu đường trẻ em nó không rầm rộ thì cái cách phát hiện sớm chỉ là cách làm phụ huynh chăm chú và để ý đến con mình nhiều hơn. Ví dụ thấy trẻ biếng ăn hơn này, sút cân hơn này, trẻ đái nhiều hơn thì sẽ đấy là những cái lý do mà đưa trẻ đến khám. Hoặc là trong những đợt cấp tính trẻ nôn, trẻ sốt thì đấy là những cái lý do bắt buộc phải đưa trẻ đến khám, và lúc đấy thì cái bác sĩ sẽ là cái người quyết định cho con là làm xét nghiệm như nào sẽ phát hiện ra tiểu đường thôi. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta cần làm gì để phòng ngừa và xử lý bệnh tiểu đường ở trẻ em ạ? Tiểu đường type 1 đa phần là do di truyền thì mình không tránh được. Thì cái việc quan trọng bây giờ là cái việc sàng lọc trước sinh và sau sinh nó rất là phát triển. Thì vậy nên là đối với mỗi một phụ nữ khi mang thai thì cũng nên làm những sàng lọc trước sinh. Sau khi sinh thì mình cũng nên làm những cái bộ test, những cái bộ xét nghiệm mà sàng lọc rất là nhiều các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, những bệnh di truyền trong đó có tiểu đường. Và trong quá trình nuôi dạy trẻ thì mình cũng có những cái kiến thức nhất định, tức là mình hiểu, mình biết về tiểu đường type 1, không phải là không có trẻ em. Và khi có những dấu hiệu nghi ngờ như bác sĩ vừa nói trên, các biểu hiện cấp tính của bệnh ấy, thì mình sẽ cho con đi khám. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin như ước ngày hôm nay ạ. Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các loại ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai chỉ sau ung thư vú. Theo ghi nhận ung thư năm 2020, Việt Nam có hơn 9.000 ca mắc mới và có hơn 3.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Sau đây là những giải đáp của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thị Hương Hải, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phố Nối về căn bệnh này. Cái yếu tố nguy cơ mà gây lên cái căn bệnh này thì thực ra thì nguyên nhân chủ yếu đến người ta tìm hiểu cái nghiên cứu thì đến 80% những cái bệnh nhân ung thư cổ tử cung phát hiện được là do người ta 80% là phát hiện là có cái nhiễm virus HPV và cái nguyên nhân chính đấy cũng là một trong nguyên nhân chính gây lên cái ung thư cổ tử cung. Thế thì cái con HPV này là gì? Đó là một cái con virus gây u nhú ở người. Thế thì nếu như mà bệnh nhân mà mình mà phát hiện được sớm, thực ra thì nếu mà mình phát hiện có cái con virus này mà mình đi tầm soát hàng năm thì mình phát hiện được những cái dấu hiệu bất thường thì mình có thể điều trị là nó cũng sẽ triệt để. Bởi vì đến những cái người mà nhiễm HPV ấy thì có thể trong cái giai đoạn là ví dụ như là từ 20 đến 30 tuổi là rất là dễ nhiễm, nhưng mà đến 80% nó sẽ thoái triển, có thể nó sẽ chỉ có 5% là nó tiến triển thôi. Thế thì những cái nguyên nhân mà dẫn đến khi mà mình nhiễm con này thì thường là một là mình có quan hệ tình dục không lành mạnh, ví dụ như là nhiều bạn tình chẳng hạn này, hoặc là gì, quan hệ sớm này, đẻ nhiều con hoặc là hút nhiều nó cũng là một nguyên nhân. Thế ngoài ra thì ví dụ như là mình bị nhiễm một số các cái bệnh virus, bệnh lây truyền qua đường tình dục như là giang mai, lậu nó cũng có thể là nguyên nhân. Còn có một số ít, đó là một số cái trường hợp như người ta bị mắc một số các bệnh như tiểu đường này, hoặc là bị suy giảm miễn dịch như HIV. Với tôi thì tôi làm bác sĩ phụ khoa ấy. Thực ra đối với những bệnh nhân mà đến khám phụ khoa thì thường là tôi khuyên thứ nhất là lên đi kiểm tra định kỳ. Định kỳ hàng năm thì mình làm những cái định kỳ đấy. Thứ nhất là mình vừa khám sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho mình. Thứ hai là mình sẽ phát hiện được những cái nguy cơ thì mình có thể điều trị sớm đi. Ngoài ra thì nó còn một cái nữa là ví dụ như là
có thể là đi cho những ví dụ gia đình mà có những trẻ em gái hoặc là từ 9 đến 26 tuổi chưa quan hệ tình dục, mình có thể chủ động đi tiêm cái vaccine. Thế cái vaccine đấy thì nó cũng nó như có cái vaccine để nó phòng HPV ấy, để nó phòng tránh những cái tuýp nguy cơ cao. Thì bây giờ hiện tại là cũng có cái tiêm cái đấy. Thế còn lại phụ nữ thì tốt nhất là lên có cái sức khỏe sống lành mạnh, có kiểm tra sức khỏe định kỳ, và đặc biệt là khi mà viêm nhiễm ta phải điều trị. Cái tỷ lệ mà ung thư cổ tử cung nó tùy từng giai đoạn. Ví dụ như là nếu như mà bạn ở giai đoạn sớm, phát hiện sớm thì gần như chữa khỏi hoàn toàn. Thế còn cái tỷ lệ mà nó phát triển lên nếu như mình phát hiện muộn rồi, thế tùy từng cái giai đoạn, ví dụ như cái giai đoạn sớm thì gần như khỏi hoàn toàn, nếu nó chưa xâm lấn, nó mới chỉ là cái giai đoạn tiền ung thư thôi, thì mình chữa khỏi hoàn toàn. Thế còn cái giai đoạn bắt đầu ngoài 2B rồi, thì cái điều trị nó cũng theo từng cái đáp ứng của cơ thể. Nếu mình đánh giá cái tiên lượng thì thường cái ung thư tử cung nếu mà điều trị tích cực thì cái tiên lượng nó rất là tốt. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, các địa phương đã rà soát thống kê số trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi để chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 khi đủ điều kiện và cơ sở khoa học theo yêu cầu của Bộ Y tế. Câu chuyện ngay sau đây sẽ phản ánh những suy nghĩ của phụ huynh về vấn đề này. Gia đình chị Ngô Thị Mai Anh ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên có 3 cháu nhỏ trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, nằm trong nhóm đối tượng dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này. Khi nghe thông tin về việc rà soát tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, chị không khỏi e ngại với nhiều thắc mắc băn khoăn. Mình thì cũng sợ, tức là sợ khi mà tiêm thì sợ là có những cái biến chứng hoặc tác dụng phụ sau này ảnh hưởng gì đến bé, nên là mình muốn chờ thêm một thời gian nữa. Cộng với thêm nữa là các bé nhà mình thì đang trong độ tuổi phải tiêm nhiều loại vaccine. Thực ra mình cũng hơi lo lắng khi mà phải tiêm nhiều loại vaccine cho con. Những người bạn của mình thì là họ cũng đang chia ra là hai luồng ý kiến, là cũng có những người mẹ thì là muốn tiêm cho con mình để đảm bảo an toàn. Còn cũng có những người thì bảo là cũng chờ xem một thời gian xem tình hình nào vaccine như thế nào, có tác dụng phụ gì không thì họ mới quyết định là tiêm cho con. Gia đình bà Cung ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên lại có quan điểm ngược lại. Gia đình nhà tôi có 3 cháu nhỏ, hiện giờ các cháu mắc Covid rồi. Gia đình tôi muốn là tiêm phòng cho các cháu để cho các cháu nó bảo đảm an toàn và nó không bị tái phát lần thứ hai nữa. Xoay quanh vấn đề này, các phụ huynh đã đưa ra quan điểm không đồng nhất. Người ta cứ tiêm thì mình tiêm rồi. Cái này mình không rõ nắm rõ được, vợ mình tìm hiểu. Cũng có nhiều bạn ở lớp con của em nó không tiêm. Người ta sợ là tiêm bệnh vào người ấy, là sợ con yếu rồi sợ ảnh hưởng sau này. Nhiều người thì còn bảo là sinh sản các thứ ấy. Mà em thì em vẫn cho tiêm, bố mẹ cũng tiêm hết, cả nhà tiêm hết, ông bà cũng phải tiêm. Tại vì tiêm vaccine tốt mà, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Em cũng coi nó như là một loại vaccine bình thường, ví dụ như sởi, ho gà các thứ thôi. Thì mình phòng bệnh thôi mà, có gì đâu. Chia sẻ về vấn đề này, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, trẻ nhỏ cũng có nguy cơ mắc COVID-19, và khi mắc COVID-19, dù ở lứa tuổi nào, bệnh cũng có các biểu hiện từ không có triệu chứng đến có triệu chứng, nhập viện, trở nặng, tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc phủ rộng tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 ở nhóm tuổi thấp là cần thiết vì đây là nhóm trẻ yếu thế, hệ thống miễn dịch chưa đầy đủ. Văn bản hướng dẫn quy định của Bộ Y tế, cái kháng thể của COVID-19 này nó không bền vững, cho nên là nó sẽ mất dần đi theo năm tháng. Sau khi các cháu đã bị COVID rồi vẫn cứ phải tiêm, và sau khi khỏi bệnh tầm 3 đến 6 tháng là bắt đầu các cháu sẽ được tiêm. Hưng Yên hiện có khoảng 70.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Với nhóm trẻ nhỏ tuổi vẫn cần đến sự đồng thuận của phụ huynh, việc tham khảo ý kiến bác sĩ và theo dõi chặt chẽ các yếu tố nguy cơ hay bệnh nền, cũng như khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm phòng vaccine COVID-19 là vô cùng cần thiết. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.